Cứ đến những ngày cuối năm, cây thông Giáng sinh đủ màu sắc được trưng bày từ các đường phố đến trong nhà. Người ta thường trang trí cây thông bằng nhiều cách khác nhau, từ những quả châu, cành cây khô, vải vóc cho những cây thông to, hoặc từ những nguyên liệu bánh mứt trái cây cho những cây thông vừa để trang trí bàn tiệc, tùy theo khả năng sáng tạo của mỗi người. Thưa quý vị, làm cây thông Giáng sinh thì mất khá thời gian, nên bây giờ thì chúng ta sẽ đi thẳng ngay vào vấn đề. Những nguyên liệu chuẩn bị bao gồm có một trái bí đao, ba loại bông cải, rau xà lách son, một trái bí đỏ, cà rốt, ớt chuông, cà chua bi. Bây giờ thì chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ như thế này. Nhiệm vụ của Điền sẽ là làm lõi cây thông hình chóp nhọn, còn nhiệm vụ của Huyền thì sẽ tách cái bông cải ra. Thì đầu tiên mình sẽ cắt hai cái đầu của trái bí như thế này, còn cái đầu bí còn lại thì mình cắt một ít thôi. Bây giờ thì mình sẽ vạt từ từ để tạo thành cái hình chóp nhọn. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần tạo thành cái dáng cho cây thông từ quả bí. Phần lá của cây thông từ bông cải thì Khánh Huyền cũng đã tách ra rồi, trong khi mà Khánh Huyền tạo hình ngôi sao cho cây thông cũng xong luôn rồi. Bây giờ Huyền làm cho Điền khoảng chừng 10 ngôi sao nhỏ để mình trang trí cái phần thân của cây thông nữa. Bây giờ thì Điền sẽ xử lý cái phần củ cải trắng. Mình sẽ sử dụng dụng cụ múc hình tròn như thế này để mà mình tạo thành những cái viên bi tròn từ cái củ cải trắng. Với phần cà rốt thì cắt thành từng khoanh dày khoảng 2 cm. Ớt chuông thì cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ sắc khoanh từ 1,5 cm tới 2 cm. Rồi, cắt khoanh ớt chuông xong chúng ta sẽ cắt làm một nửa và chúng ta sẽ có những cái dây ri băng như thế này. Xong cái phần ri băng đỏ rồi, bây giờ sẽ đến phần ri băng màu vàng. Sau khi mà chúng ta xử lý xong tất cả các loại rau củ thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái đĩa lớn và rất nhiều tâm để bước vào công đoạn trang trí. Sẽ đặt quả bí đao ở giữa đĩa. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bông cải trắng giả làm cái phần tuyết ở dưới đáy đĩa. Mình sẽ sử dụng tâm, bẻ đôi cây tâm ra, ghim vào phần bông cải. Và cứ như thế chúng ta sẽ ghim vòng tròn xung quanh cái gốc của cây thông. Trước khi mà gắn cái phần bông cải xanh vào để tạo thành lá của cây thông thì có hai lưu ý. Lưu ý thứ nhất là chúng ta phải điều chỉnh cái phần tâm ghim vào trong quả bí, cái độ dài ngắn nó phù hợp, có nghĩa là càng lên trên thì càng ngắn để tạo thành cái hình chóp nhọn. Và cái thứ hai là chúng ta phải chừa chỗ để mà chúng ta còn trang trí những cái vật liệu khác vào nữa. Như vậy là cái phần lõi thông, gọi là cây thông và lá thông mình đã trang trí xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cà chua bi để đệm vào những cái chỗ trống. Chúng ta cũng sẽ trang trí những cái quả châu màu trắng làm từ củ cải trắng. Chúng ta cũng sẽ ghim cái phần cà rốt vào. Cà rốt thì chúng ta có thể điều chỉnh cái kích thước của nó nhỏ hơn một chút. Những ngôi sao lớn thì mình sẽ để ở phía dưới. Cũng sẽ ghim những cái dây ri băng làm từ quả ớt chuông để trang trí cho cây thông. Nhìn cũng đẹp ghê đấy chứ ha. Bây giờ thì về cơ bản là xong rồi. Nhiệm vụ cuối cùng sẽ là gắn ngôi sao lên trên đỉnh của cây thông. Bây giờ thì mình sẽ xếp cái lá xà lách son xung quanh đĩa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cây thông Giáng sinh từ rau củ. Và Thanh Điền tin rằng là tất cả các gia đình đều có thể làm được một cây thông độc và lạ như thế này. Chắc chắn rằng là mùa Giáng sinh năm nay, bữa tiệc Giáng sinh năm nay của chúng ta sẽ rất là ấn tượng. Và Huyền nghĩ rằng là vì hôm nay chúng ta đã rất là vất vả bận rộn khi đi chợ này, mua rau củ về để làm cây thông Noel, cho nên là những cái món ăn còn lại mình cũng đơn giản thôi. Những cái phần rau củ còn lại mà mình làm chưa có hết á, mình mua một con gà, phần cổ cánh mình nấu súp,
và cái phần mình thì mình chặt ra và nấu gà kho sả ăn cơm ha. À, bữa tối thì Điền sẽ tranh thủ tận dụng cái phần xà lách xoong mình mua trang trí cây thông. Hợp lý thì nha. Mình sẽ làm món canh xà lách xoong nấu thịt bằm. Món mặn sẽ là món thịt bò xào sả ớt.